Hello, xin chào quý vị. Lý Hương đang có mặt tại lẩu cua Đất Mũi ha. Hôm nay đi ăn lẩu cua nữa. Đặc biệt ở đây là giữ xe miễn phí ha. Nếu mà ai phát hiện mà bảo vệ nhận tiền bằng chứng ha thì tặng được 500k. Rồi, xin mời cả nhà. Hello. Dạ đúng, xin chào. Wow, đây có nguyên mâm cua luôn. Ở đây thì Lý Hương chọn cua ký ha. Em chọn cua mà nó ngon ngon mà nó không mình có gạch. Không không. Cua đực á, đực có gạch. Làm sao biết nó có gạch không em? Dạ không, tại vì kiếm của nó chị nó sẽ nhỏ hơn kiếm bự mà vuông quá là. Rồi. Lấy hai con cho chị ha. Dạ. Rồi cân luôn coi. Ừ, cầm điêu luyện nhưng không sợ nó kẹp hả? Rồi hai con ha, giờ mình cân thử coi bao nhiêu ha. Dạ 906. 906 là nhiêu? 30 bao nhiêu tiền nhỉ? Dạ là 374.000. Rồi cho 375 đi ha. Ok, hai con này 375 ha quý vị. Ở đây thì có dạng là cua 180 một con, 160 với lại 140 ha. Này hai con là chưa tới 380. Cái này nếu hai con này là 360 nè. Ở đây cả nhà ơi, cái này là một cái lịch của quán ha, được nhóm mua chấm cơm tặng nè. Hôm nay là ngày 15 tháng November ha, 15 tháng 11. Hay ghê ha quý vị. Rồi Lý Hương sẽ quay cho cả nhà xem hai cái món mà hôm nay Lý Hương với là chủ kênh Sài Gòn ngày nay ăn tiếp lẩu cua ha. Hai anh em rất là chọn cái quán này, cua rất là ngon. Lý Hương chọn miếng cua và để con cua nguyên ha. Cái nữa là cua sốt cay một con hồi nãy Lý Hương chọn đó. Rồi còn món đầu tiên Lý Hương chọn là ốc móng tay xào rau muống. Ở đây thì ốc móng tay rất là to, rau muống thì khá là ngon nên là chọn thêm món này. Món này hôm bữa ăn rồi, khoái ăn tiếp ha. Và đây là thực đơn đấy cả nhà. Các món gỏi nè, những món ăn nhẹ nè, ăn nhẹ nè, ốc sò nghêu, ốc sò hào, tôm nè ha, mực nè ha, mì cháo, cơm mì cháo, bên đây có cá nữa, bò cua, đặc biệt là cua rất là ngon, cua lẩu nữa nè. Lẩu hôm bữa hai anh em ăn rồi, thôi ăn món mới quay review cho cả nhà ha. Nó hơi chói ha quý vị. Còn đây là địa chỉ ha, hiện tại thì có hai chi nhánh, một chi nhánh là ở 50-52 Vĩnh Viễn, còn một chi nhánh nữa là ở Gò Vấp mà đối diện chợ An Hội. Đây cả nhà ơi, dĩa ốc móng tay 40.000 nè cả nhà, khá là to ha. Bên đây là các loại nước chấm, trong đây có 5 loại, 4 loại với nước
tương, muối tiêu ớt xanh với lại nước mắm ha. Ê, xin mời cả nhà ăn ốc móng tay nha. Ăn nha cả nhà ơi, đây con ốc đây. Trời, cái rau muống nó chạy vô đây luôn. Nóng ngon. Ngày xưa nhiều người không ăn được con ốc này, nhưng bây giờ ăn được rồi. Quá ngon. Xin mời cả nhà nha. Cho thêm cả nhà chơi. Này chưa biết ăn cũng tự nhiên thấy không? Rồi cái này nó xào cũng vừa rồi, không cần phải chấm thêm, bỏ thêm miếng ớt để ăn cho cay cay. Cho thêm nữa nha. Này ốc móng tay nó hơi nhỏ hơn, hôm bữa lớn hơn. Cả nhà. Nói là món gì vậy chị? Dạ miếng cua tay cầm. Chị kêu em để ghi. À miếng cua ha. Đây là món miếng cua đó quý vị. Chưa trong món ốc đã ra món nướng rồi. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon quá cả nhà ơi. Bây giờ thì Lý Hương sẽ xử lý xong cái phần ốc móng tay này, sau rồi tới cái món kia ha. Rau muống xanh ôm nè cả nhà. Ra luôn rồi hả? Món này là món cua sốt cay. Wow, hai món cua rất là ngon. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà ở video ăn cua chọc thèm nha. Quá ngon. Wow, nghe cái mùi cay ghê là cay luôn á. Cua sốt cay nè. Miếng cua, ốc móng tay ha, hôm nay ăn 3 món. Rồi, bye bye quý vị ha. Hẹn lại ở hai video ăn hai con cua này. Giờ xử xong cái phần này các. Bye bye quý vị. Bye bye. Thank you.
đậu hũ hoặc uống đậu nành. Ăn chút anh. Không, nhưng mà cô uống này. Đáng ngừng không? Không ạ. Mai, mai con.